Tiểu sử Hồng Kim Bảo Ông Vua Võ Thuật gắn liền với các bộ phim hành động. Hồng Kim Bảo được xem là một trong số những người đi đầu của các thể loại phim hành động hài hước. Nhắc đến Hồng Kim Bảo, người ta thường nghĩ đến ngay những vai diễn của ông trong các bộ phim võ thuật với các thước phim hành động đầy kịch tính nhưng cũng không kém phần hài hước. Ngoài ra, ông còn tham gia đóng các bộ phim cương thi trong những năm 1980 nữa và cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hồng Kim Bảo được coi là một người rất thành công trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Hãy cùng tìm hiểu tất cả những thông tin về đời tư, tiểu sử và sự nghiệp của ông. Tên thật Hồng Tam Mao. Ngày sinh 07 tháng 1 năm 1952. Nơi sinh Hồng Kông. Hồng Kim Bảo Thượng được biết DNLA, một diễn viên nổi tiếng trong các bộ phim hành động với những chiêu thức võ thuật đẹp mắt. Ngoài ra, ông còn là một đạo diễn, nhà chỉ đạo võ thuật kiểm nhã sản xuất phim tài giỏi. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ sớm và nhanh chóng được khán giả biết đến và yêu quý, đặc biệt là sau các bộ phim Như Lâm Thế Vinh 1979, Kế Hoạch A 1983, Trong Bức Tử 1988. Hồng Kim Bảo ngay từ bé đã sớm được tiếp cận với các chiêu thức võ thuật và niềm đam mê võ thuật cũng dần dần hình thành trong ông. Năm 9 tuổi, Hồng Kim Bảo theo học trường kinh kịch Hồng Kông và ở đây, ông đã trở thành thành viên của nhóm Thất Tiểu Phúc với tên gọi là Nguyên Long. Nhóm này là nhóm gồm những học sinh khoảng 7 đến 8 tuổi với khả năng võ thuật xuất sắc cùng với tài năng biểu diễn xuất thần. Vì vậy nhóm thường được mời đi biểu diễn ở khắp nơi. Ngoài ra trong nhóm còn có các thành viên nổi tiếng khác như Thành Long, Nguyên Hoa, Nguyên Bưu. Nhóm Thất Tiểu Phúc Hồng Kim Bảo trong nhóm Thất Tiểu Phúc ở độ tuổi trung niên. Hành trình sự nghiệp của Hồng Kim Bảo. Trong những năm đầu thập niên 60, nhờ sự nổi tiếng của mình trong nhóm Thất Tiểu Phúc ở Hồng Kông, Hồng Kim Bảo bắt đầu tham gia các vai phụ trong những bộ phim điện ảnh. Năm 1966, Hồng Kim Bảo lần đầu được làm trợ lý võ thuật CHOBOPHIMDAI Túy Hiệp. Khi ấy Hồng Kim Bảo mới chỉ 14 tuổi. Năm 1970, khi hãng phim Golden Harvesten tiếng Việt là Tranh Thiên Gia Hòa thành lập, họ đã mời Hồng Kim Bảo về để đảm nhiệm vai trò chỉ đạo võ thuật cho các bộ phim mà hãng này sản xuất. Ví dụ như Quỳ Nậu Xuyên 1971, Hiệp Nữ 1971. Sự nghiệp diễn xuất của ông bắt đầu rộng mở khi ông có vai chính đầu tiên vào năm 1977 với bộ phim Tú Đại Môn Phái. Sau đó, ông đã làm đạo diễn kiêm cả diễn viên cho bộ phim Tâm Đức Hòa Thượng Giữ Thung Mễ Lục. Hồng Kim Bảo trong Tứ Đại Môn Phái, Hồng Kim Bảo trong Tam Đức Hòa Thượng Giữ Thung Mễ Lục. Đến năm 1979, sau khi vào vai chính Lâm Thế Vinh trong bộ phim võ thuật cùng tên Lâm Thế Vinh, tên tuổi của Hồng Kim Bảo lúc này được rất nhiều khán giả chú ý đến. Đây là giai đoạn mà sự nghiệp của Hồng Kim Bảo thành công vang dội nhất. Ông vô cùng thành công trong vai trò đạo diễn và diễn viên trong các bộ phim hành DONGTU thể loại cổ trang đến hiện đại. Một số bộ phim nổi bật của ông như Kế Hoạch A 1983, Ngũ Phúc Tinh 1983, Quán Ăn Lưu Động 1984, Trong Bất Tử 1988. Hồng Kim Bảo trái và Thành Long phải trong Kế Hoạch A, Hồng Kim Bảo phải trong Ngũ Phúc Tỉnh, Hồng Kim Bảo ở giữa trong Quán Ăn Lưu Động, HONG Kim Bảo trong Trong Bất Tử. Hồng Kim BAODUEC khán giả vô cùng yêu mến, không chỉ vì lối diễn xuất xuất thần mà còn vì những chiêu thức võ thuật của ông vô cùng chân thật, dứt khoát tạo nên những thước phim vô cùng đẹp mắt và thu hút người xem. Đặc biệt nhất trong giai đoạn những năm 1980 này, Hồng Kim Bảo trong vai trò là diễn viên chính, đạo diễn kiêm nhà biên kịch đã sản xuất Ra Quý Đã Quỷ 1980, một bộ phim võ thuật kinh dị hài hước với chủ đề là ma cương thi. Ông được coi như là người mở ra thể loại phim cương thi cho nền điện ảnh Hồng Kông. Năm 1985, ông sản xuất bộ phim Cường Thi Tiên Sinh Va, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong và ngoài nước. Giai đoạn đầu của những năm 1990, Hồng Kim Bảo gần như không còn tham gia vào việc đóng phim nữa.
Lý do một phần là vì ông đã ngừng hợp tác với hãng phim Golden Harvest vào năm 1991 do bất đồng giữa hai bên. Đến năm 1997, ông và Thành Long hợp tác trong bộ phim Chàng Trai Tốt Bụng, đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi này. Đến giai đoạn từ những năm 2000, Hồng Kim Bảo dần trở lại màn ảnh với những bộ phim Sát Phá Lan 2005, Huyết Chiến 2008, Tam Quốc Chi Kiến Long Tá Giáp 2008, Lò Võ Trung Hoa 2011, Khắc Thủ Đợi Cảm 2012, Giang Hồ Thất Quái 2013, Hoàng Phi Hồng. Đời tư của Hồng Kim Bảo. Hồng Kim Bảo có tất cả hai đời vợ. Người vợ đầu tiên của ông là bạn học chung trường võ thuật với ông, bà Diệt Dục Hữu. Hai người biết nhau từ khi còn nhỏ. Họ yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 1973. Hai người có tất cả 4 người con, 3 trai 1 gái. Ba người con trai là Hồng Thiên Minh 1974, Hồng Thiên Tường 1977, Hồng Thiên Chiếu 1979 và con gái Hồng Hứa Du là con út 1983. Những tưởng họ đã có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng đến năm 1994, hai người ly hôn. Năm 1995, Hồng Kim Bảo lấy Cao Lệ Hồng, khi ấy là một cô gái xinh đẹp, từng đoạt giải Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1984. Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng biết nhau trong quá trình làm việc cùng nhau những năm 90. Họ từng đóng chung một số bộ phim nên dần dần nảy sinh tình cảm